Ngày nay khi ông chọn một hai món phở bì vị thi thưa chưa độ sợi dây bắt đầu cho mùi mặt tay ha nè kêu xóm mà nhom miền đâu chỉ sợi dây bắt đầu chấm nón bầy khám hái mặt tay plau cả hóm chấm nón muối tạt sọt muối hái tôm sọt khi mình vô pram cả bứ hái tôm cả hóm nhom vô pì mớm hái sọt sọt nhom đại chấm nón mùi sọt bìa bài cả lá ha hái ông bơ nhom đại chấm nón mùi sọt bìa cà phê hai ni tật mấy nhóm đã chấm nồn buồn sập bìa bài á dương chắp đau mà chật mình lại á ta sợ nhóm cắt về chỉ còn bảy con máu hành về đông sập đau máu tôm cà hò mới dần hành vì sàn sàn máu nhưng mà ta cạo dơ nó dơ cạn vì chỉ bảy chỉ bốn đồng mất đồng bây giờ vô về từ ngáo á vô về từ sông mình tỉnh mất này có crop chân nhá dơ có crop chân má hao dân vô ở mặt tay từ sau đó khác dân vô mặt tay dớn vô màu sau đó màu ngào bay buồn để tí mà sẽ tú mới nát ở việc thôi yên tích chậm dân vô sau vô máu cần trắng sau mà sẽ tú tịt máu dưỡng trong thời tiết chứ nó dưỡng đồ sòn rồi má mặt tay dơ nó dơ vô về mà hàm chỉ đông đông trong mắt đồng bay vô về tới tình trắng á nó bán nó nè một phần nâng mất ta khi ông chọc đam lê cường á lợi dụng đạc cường cường châu tới ẩm bớ xó xó tật máy sau khi đã tâm chấm tu chế mắt thôi dựng đặt một tay châu bà nó mặt tay ở đây thế chiều dậy sọ mà phải tu sần dùng mơ về thùng xòm thì háo dân đã sợi dây bắt đầu hết á sợi dây bắt đầu dân đã cào kề á rồi sợi dây bắt đầu nâng về chặt sợi po và đằng trong dân đã cào kề má chiều tiết rồi xóp
nhom chiều rồi rồi ở nó cho chia sọp ở ấy à lỡ dương à đu đã bỏ máu đồng bây dương vô về tục nông tu á nó bàn tay bờ sân thì dương à vô chọn nhắm á dương à bị mau tiết dương à nhắm bàn bàn tay còn là thao về trong sáu viên sợi chừng ngay nhá bờ bong bà ôn chọn chừng ngay nhá vô đu tục nông tu tự cọ mà vô bị máu dương vô trên máu cứ chừng ngay mà hao dương ai nhằm về cho mùi trái chiên rồi có trái ăn ấy á chẳng ăn hết á bọn con dùng vô cục tụng mà dùng á